Địch Lệ Nhiệt Ba và Giàn Mỹ Nhân có cảm giác couple với Dương Sương nhất. Hoạt động trong showbiz khá lâu, Dương Sương từng góp mặt trong nhiều bộ phim, có cơ hội liên xuyên với hàng loạt mỹ nhân đỉnh đám trên màn ảnh. Còn về việc ai là người có phản ứng hóa học đỉnh nhất với mỹ nam hàng đầu showbiz này trên màn ảnh, chúng tôi thấy cộng đồng mạng đang bàn tán khá nhiều trên các diễn đàn giải trí. Vậy hãy cùng chúng tôi nhìn lại bảng xếp hạng top 5 này xem đã chuẩn chỉnh chưa nhé. Vị trí thứ 5, Lưu Diệc Phi. Dương Dương từng có dịp hợp tác với đàn chị Lưu Diệc Phi trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh. Nói thật thì bộ phim này không được thành công như mong đợi và kịch bản truyền hình của Dương Mịch, Trần Hiệu Đình cho hít khói. Tuy nhiên đánh giá một cách công tâm thì Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa quả thực là thiên đường cho hội nhan khống vì visual của cặp đôi quá là đỉnh chóp. Có lẽ vì vậy nên khi họ cùng xuất hiện trong một khung hình, chúng tôi cũng thấy vô cùng thuận mắt. Đúng là cặp đôi thần tiên quyến lữ trong tưởng tượng. Tình cờ là điều này đã rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong bộ phim Tiên Hiệp Tam Sinh Tam Thế, khiến cho phản ứng hóa học giữa họ được thăng hoa. Đây cũng là lý do chúng tôi cho rằng Lưu Diệc Phi nên chiếm ghế số 5 trong bảng xếp hạng. Thứ tư, Bạch Bách Hà. Dù giờ đây sự nghiệp có phần đi xuống và lùm xùm đời tư, nhưng nhan sắc và diễn xuất của Bạch Bách Hà là điều không ai có thể phủ nhận. Dù gì cô cũng là nữ hoàng phòng vé nước tiếng một thời của showbiz. Theo chúng tôi tìm hiểu được thì nữ diễn viên này từng cùng Dương Dương vun đắp mối tình chị em trong bộ phim Ngang Qua Thế Giới Của Em. Trong phim, Bạch Bách Hà hóa thân thành nữ cảnh sát xinh đẹp đi thả thính trang nghệ thuật ra, trẻ tuổi mau thập bát Dương Dương và khiến dân tình hù hết không thôi vì phản ứng hóa học tuyệt vời. Cứ nhìn vào những hình ảnh này mà xem, bạn sẽ thấy tình như cái bình ngay thôi. Chúng tôi khá là hy vọng Dương Dương, Bạch Bách Hà sẽ hợp tác lần nữa trên màn ảnh hoa ngữ. Thứ ba, Triệu Lộ Tư. Năm 2022, bộ phim Thả Thính Thiên Hạ do Dương Dương, Triệu Lộ Tư diễn chính chắc hẳn sẽ được trình làng khán giả. Dù chưa chính thức lên sóng nhưng chỉ nhìn vào những hình ảnh nhà hàng hay clip hậu trường, chúng tôi đã thấy ngập mùi hin giữa cặp nam thần mỹ nhân này rồi. Tuy nhiên hiện tại Thả Thính Thiên Hạ vẫn chưa chính thức lên sóng, nên chúng tôi tạm xếp Triệu Lộ Tư ở vị trí thứ 3. Thứ 2, Trịnh Sảng. Chẳng hề quá lời khi nói màn bắt tay quả đỗi thành công với nữ thần thanh xuân Trịnh Sảng trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã đưa Dương Dương vào vị trí tứ đại lưu lượng showbiz. Cho tới tận bây giờ, tình yêu nhẹ nhàng đậm chất thanh xuân của họ trên màn ảnh vẫn khiến khán giả phải quấn quéo không thôi, xem hoài không chán. Nói thật thì diễn xuất của cả Dương Dương và Trịnh Sảng trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đều chưa khiến chúng tôi hài lòng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, phản ứng hóa học của cặp đôi lại cực kỳ tốt, nhìn như cặp đôi hoa khôi nam thần thực thụ trốn giảng đường. Đây cũng là lý do thuyền Dương Sảng nhanh chóng trở thành chiếm hạng một thời, được dân tình trèo nhiệt tình đấy cả nhà ạ. Thứ nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba. Người chiếm ngôi vị quán quân trong danh sách này là Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân vừa mới nên duyên với Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Nhìn vào những hình ảnh của cặp đôi này trong phim mà chúng tôi phải ngất ngây với gấp đôi vì sùa luôn ấy chứ. Ngoài mặt tiền cực nổi trội của cặp đôi nam thanh nữ tú thì câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn giữa họ truyền thừa từ tiểu thuyết của cổ mạn cũng khiến khán giả mê quá là mê. Chưa kể Dương Dương và Nhiệt Ba còn khá là tích cực đẩy thuyền trong quá trình tuyên truyền phim nữa chứ. Lướt qua các diễn đàn giải trí, chúng tôi thấy có không ít người hâm mộ hú hét rằng cặp đôi này quá ngọt, là đủ biết rồi đó nha. Bạn có đồng ý với bảng xếp hạng nói trên hay không? Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.